rồi đó. Mình nghe nè. Cái này con sao biển màu hồng bữa rồi. Mày có vô ảnh không? Giờ chạy đi chợ đó. Rồi đi chợ đi. La làng nãy giờ rồi đi chợ đó. Đi chợ mua trứng. Mẹ trứng 2000 bạc kia có gì? Con đồ chơi ghế đồ chơi chút chút với hai viên kẹo sô-cô-la cho chút xíu. Mày không? Đồ chơi hả? À. Chơi gì? Cái này cay sữa chưa? Còn uống sữa không? Ngày uống ngày không, uống rồi. Uống su su chai làm gì đâu. Nói nó phải uống su hả? Chợ. Đồ chú Tư kìa, uống chú Tư đi chợ kìa. Uống chú Tư đi chợ kìa. Đi. Uống chú Tư đi chợ đi, chú Tư tắm kìa. Rồi bà nội việc 1, việc 2 nội đi chợ. Uống chú Tư đi chợ đi. Nó nói bà nội đi chợ mua trứng nữa cho không mua cá. Bài đồ chơi nè, rồi cái bộ kia cho chị ấm đưa bà kìa, bây giờ cái tủ kìa, nó hai ba bịch kìa. Mẹ đằng trước rồi kìa, rồi đằng trước rồi kìa, ba cái một chữ thứ con ấm em mua cho nó một bộ riêng đó, mới mua đó. Mẹ nó mua hai ba bộ gì à? Một bộ chữ cái rồi nó bộ kìa, trong hộp với tủ kìa đó, cái bộ thứ ấm trong hộp rõ đó, với tủ đó. Đâu thưa luôn lấy xuống. Đó, hồi hồi nhóc quá trời. Cái cái đó. Còn cái hộp kia thì cái ba cái chữ nhỏ thứ cũng nắm đó. Nắm gì mà chỗ chữ cái nhóc chân xu. Mua chữ cái mới mua một chữ cái đó. Đọc đi A B C D. Đâu vừa mà mở điện thoại mẹ nó cái tiếng Anh đi rồi nghe. Ơi đồ chơi nhóc ở trên. Ừ, chơi nhóc hết trơn có hiếu gì đâu. Không có ăn, không có ăn, không có ăn. Còn một bộ bánh ba trong đó, rồi với tủ nó còn một bộ dưới đó nè. Một bịch dưới đó, nó thấy đâu. Trong đây nè. Ừ. Bánh ba nè. Ừ. Nó không à, Tùng Lâm về không đưa Tùng Lâm à. Ừ, Tùng Lâm với cũng nhóc dưới. Cả môn. Tùng Lâm với chơi thì dữ hơn đó. Có kèn phải thì kia đó. Kèn xe. Ngày qua đi qua bến xong. Cái nội của cái má của Tùng cũng đồ chơi nhóc chơi ngày qua rồi hả, có cùng cạp bự nè để tới nhà chạy nè, cái cạp nó nhấp nhấp cạp mà kêu kẹt kẹt mà kêu khoái cái đẹp rồi đó, ra chơi chơi qua ngồi đó nhịn nhừ quá trời, rất hay dữ à, kia cũng con nít nữa hả? Ừ, trong nội tháng 10 tới nên nó 3 tuổi rồi, tròn 3 tuổi cũng con nít nữa. Nên con này tháng 7, tháng 5, tháng 7 thì cũng tròn 3 tuổi nè, kia nhỏ hơn mấy tháng 3 tuổi. Thôi đừng đổ rồi, tập lên đổ. Đó, đó, đổ ra mất hốt vô nữa đó nha. Bỏ đây rất lạc mất hết trơn, bộ kia kìa mất hết mấy cái vậy đó. Số 0 dưới cái này kia nó bỏ đâu không biết nữa. Nhiều quá, mất con cái hay cái dễ gì. Điếm sao hết, cái đó là gì? Cái bộ đó là mỗi thứ là 4 ca chữ đó. Được cái cái đó đó. Phải mua đồ gắn chữ vô nữa. Nó mua mình chờ thằng Thép đó, thấy nó bán chợ này không có, không mà từ kiếm mua cho ra không có gì, chờ thằng Thép bán nó đi. Chợ bán đồ chơi, bán đồ nhóc hết trơn luôn, chợ đi hậu chợ không có, nó nói vậy đó. Nó bán 39 ngàn món nè. 39 ngàn hả Xu? 39 ngàn mà nhóc chân chữ hả Xu? Con đọc qua chữ gì? Đọc qua nghe coi chữ gì, không biết chữ gì. Ủa vậy nó không có bán mình cái bàn để mình gắn vô ha, nó bán lẻ. Đó chữ gì? Giờ bữa đi học đi ông ơi. Dịch tới đi đâu dịch nữa? Dịch tới rồi không ai nhận. Nhóc cái chữ gì à? Chị tế không ai nhận nữa. Con cầm nó chữ gì? Con chọn đi, vô học không? Được 2 rồi. Cho 11 là vô lớp 1 trước khi vô lớp 1 cho học lớp mẫu giáo luôn. Trước khi vô lớp 1 học năm mẫu giáo luôn. Hỏi gửi mầm non. Ê, cái giờ bỏ miệng chi vậy? Ấm chi vậy? Ghê đó. Ghê lấy ra không? Di trùng không đấy.